Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Khi mà trong gia đình của mình có những chiếc bàn ủi cũ như thế này, anh chị em mình chỉ cần làm một cái thao tác này thôi là chiếc bàn ủi sẽ trở nên như mới. Mình ủi xuống nó sượng như vậy nè, nó rất là khó ủi. Cái bàn ủi này Việt Nguyễn rất là trân trọng nó, nó theo mình á từ hồi 2001. Mình về cái nhà ở thủ đức này ở á, là mua cái bàn ủi này. Đến nay nữa là 23 năm rồi. Ở đây là phần nhãn mát của nó nè. Trước tiên, mình sẽ sử dụng một ít kem đánh răng. Tiếp theo nữa là mình cho hai lát chanh. Với cái cách này á, thì dù là cái chiếc bằng ủi của mình nó có cũ mấy đi chăng nữa, chỉ cần một thao tác thôi là nó cũng sẽ trở nên sáng mới. Tiếp theo, một muỗng cà phê muối. Chỉ một cái mẹo nhỏ này thôi thì cho dù chiếc bàn ủi nó có cũ đến cỡ chừng nào thì nó cũng sẽ trở nên sáng mới. Anh chị mình cho vô thêm một muỗng bột baking soda. Bột baking soda khi mình cho vô nó sẽ làm mềm đi những cái vết bẩn. Từ đó anh chị mình chỉ cần chà nhẹ thôi là cái sản phẩm của mình nó rất là sạch luôn. Cái bàn ủi này Việt Nguyễn làm cái thao tác này nè rất là nhiều lần cho nên là anh chị em mình thấy á, sử dụng hai mươi mấy năm rồi mà cái chiếc bằng ủi nó vẫn còn mới giờ mình sẽ lấy cái hỗn hợp này mình chà dưới cái đế của bằng ủi trước khi anh chị mình chà đều hết rồi mình để một chút xíu à chùi cái lại sạch trơn mặc dù là cái bằng ủi này nè trong quá trình trước đó đó việc nguyễn mai quần áo bán ở trên mạng hồi 2009 nghìn lẻ chín ủi liên tục luôn mà cái hiệu philip này nè nó rất là tốt sử dụng mấy chục năm rồi mà cái bàn ủi nó cũng không có bị hư gì hết mình chà nhiều cái hỗn hợp này lên một chút lát nữa mình chùi ra nó mới nhanh anh chị mình chà đều cái đế của bàn ủi rồi cái mình lấy cái giấy ăn nè mình phủ lên thêm một lớp nữa tiếp tục mình lại lấy cái hỗn hợp này mình phủ lên trên cái lớp giấy nữa cái miếng giấy ăn nó thấm nước nhanh lắm mình đắp lên vậy nè để những cái vết dơ trên cái đế bằng ủi á, nó bung tróc ra. Các anh chị mình gỡ ra chùi sơ qua cái đã bông lên hết rồi. Mình phủ đều hết cái hỗn hợp rồi. Giờ mình ướp cái bàn ủi xuống. Giờ tiếp tục, mình lại lấy cái hỗn hợp này, mình trà lên trên cái bàn ủi. Mỗi lần mình nhúng cái bàn chải á, mình chào từ từ thôi anh chị mình đừng có nhúng nước nhiều quá đó vì cái bàn ủi nó rất là nhiều cái mạch điện mà mình nhúng nhiều nước quá nó nó động vô trong cái mạch điện á nó hư cái bàn ủi khi mình muốn bảo quản cái sản phẩm nó tốt thì cũng cần phải có thời gian nên việc nguyễn chia sẻ kỹ video anh chị mình xem thao tác để bảo quản sản phẩm của mình được tốt nhất cái hỗn hợp này không ngoại trừ inox và sắt nhựa mình làm nó cũng sạch luôn giờ mình trà lên trên cái phần nhựa này nè để cho nó sáng bóng để cái bàn ủi của mình á dẫu là mấy chục năm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở nên như mới giờ tới trà cái phần sau nhãn mát của nó nè ngày tháng năm sinh nó nằm ở ngay vị trí này <laughs> cô chú anh chị em mình á gõ vô cái ngày tháng năm sinh á thì biết cái sản phẩm này nó được xuất xưởng hay nào á coi nó nhỏ bé vậy thôi chứ nó cũng nuôi việc nguyễn một thời gian rất là dài á 2009 mình có một cái website là Hoàng Việt được Nguyễn Mai quần áo bán luôn trên website cái hỗn hợp mình phủ hết lên cái bàn ủi rồi giờ mình sẽ để cái bàn ủi này nó nghỉ 5 phút để những chất dơ nó đẩy ra bên ngoài 5 phút trôi qua rồi giờ đến cái công đoạn rất là quan trọng mình sẽ chùi sạch cái bàn ủi này cô chú anh cho mình xem là nó có sáng mới hay không nha mình cũng chà từ từ thôi hệ cái miếng giấy của mình nó dơ đó, thì mình lật cái bề mặt ở bên trên mình chà xuống cho nó sạch luôn chà đến đâu là nó sáng dợn lên tới đó luôn cô <laughs> chú anh chị mình thấy nhìn nó giống như cái bàn ủi mới luôn nè đang làm ở trên này mà mấy đứa nhỏ dưới nó cười giòn tan luôn không biết có vụ gì nó vui mà nó cười như pháo nổ vậy yeah. giờ tới cái đế cô bàn ủi anh chị mình cũng lấy giấy chùi tiếp khi mình lấy giấy mình chùi á mình thấy bên dưới nó vẫn còn hơi đen á là mình tiếp tục mình lấy cái hỗn hợp á mình chà thêm vô nếu mà những cái vết dơ á là mình chà nó bung ra hết à nhưng mà do cái bàn ủi của mình ở đây á nó bị oxy hóa cái phần đế rồi cho nên là những cái vết dơ nó có thể bám lâu hơn một chút anh chị mình lấy cái hỗn hợp thêm vô mình chà vô một chút nữa mình chà một chút à, là sáng mới luôn. Mấy miếng giấy mình chùi lâu á, nó dễ bị nát lắm. Mình lấy miếng vải nè, mình nhúng cái hỗn hợp vô mình chùi. Mình chùi bằng cái miếng vải á, nó cũng dễ nữa. Lấy miếng vải chùi nhanh hơn là miếng giấy. Giờ máy lộ diện trắng sáng như mới rồi. Giờ tiếp tục mình lấy giấy mình chùi cho nó sạch hết luôn nó có những cái đốm li ti nhỏ nhỏ đó do nó bị oxy hóa một chút nhưng mà nó vẫn trắng sáng nè bằng cái cách này cái bàn ủi dẫu là hai mươi mấy năm nhưng mà anh chị mình thấy chùi lên á nó như là một cái sản phẩm mới vậy đó trong gia đình có những cái bàn ủi dơ và đen á anh chị mình cứ làm theo cách Việt Nguyễn chia sẻ nè. Rất là nhanh và cũng rất là tiện nữa. Việt Nguyễn quay qua để cái mã số, á, anh chị mình gõ vô sẽ biết cái ngày sản xuất của nó nè. Chỉ một cái thao tác nhỏ thôi. Dẫu nó có cũ mấy, nó cũng trở nên như mới. Và video Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bữa làm rớt xuống nó bể hết miếng <laughs> mà nhìn vẫn còn dễ thương.